chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày 26 tháng 5 của kênh VTC 14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tình trạng nắng nóng đã bắt đầu lan rộng ra khắp khu vực Bắc Bộ. Nhiệt độ trưa chiều nay tăng lên ngưỡng từ 35 cho đến 37 độ. Riêng vùng núi cao và một vài nơi thuộc ven biển thì nhiệt độ thấp hơn, phổ biến từ 34 cho đến 35 độ. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết thì đợt nắng nóng này dự báo sẽ còn gia tăng hơn về cường độ trong 3 ngày tới, với nhiệt độ cao nhất trên hầu khắp khu vực đều từ 35 cho đến 38 độ. Một vài nơi thuộc khu vực phía nam của Sơn La và Hòa Bình còn có thể xấp xỉ quanh ngưỡng từ 39 đến 40 độ. Đây được nhận định là đợt nắng nóng nhất từ đầu mùa đến giờ tại khu vực Bắc Bộ. Mức nhiệt này sẽ còn tăng cao hơn khi lưu thông ngoài trời. Do vậy, quý vị và các bạn nên hết sức lưu ý và bảo vệ tốt sức khỏe của mình, hạn chế làm việc nặng ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 14 giờ chiều. Nắng nóng sẽ còn gay gắt và khốc liệt hơn tại các tỉnh thành miền Trung. Sự tỏa nhiệt của vùng thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh thì không chỉ có vùng núi mà ngay tại các tỉnh Trung Du và đồng bằng của khu vực, nhiệt độ cao nhất đồng loạt ở trong khoảng từ 36 cho đến 39 độ, một vài nơi còn xấp xỉ từ 40 đến 41 độ. Nắng nóng gay gắt sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của bà con miền Trung, đồng thời tình hình khô hạn tiếp tục diễn ra căng thẳng, nên đây vẫn là vùng được cảnh báo có các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất trên cả nước trong những ngày sắp tới. Ở phía nam của đất nước, gió Tây Nam đã bắt đầu hoạt động mạnh hơn trên các tầng khí quyển. Tuy nhiên, thì nó mới chỉ đem lại mưa rông cho vùng biển ở phía Tây. Trong khi đó, trên đất liền thì mưa rông tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chưa xảy ra đều. Mưa xảy ra chủ yếu vào thời điểm chiều tối. Còn trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa thì thời tiết toàn vùng sẽ phổ biến là ít mưa, có nắng và nhiệt độ tăng lên cao nhất, ổn định trong khoảng từ 31 đến 34 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 33 cho đến 35 độ tại khu vực Nam Bộ. Và tiếp theo là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi, với nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 35 cho đến 38 độ. Trong 2 ngày tiếp theo, nhiệt tăng thêm khoảng 1 độ, có thể chạm ngưỡng là 39 độ. Trong 3 ngày tới, tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 27 đến ngày 29 mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 cho đến 39 độ, đến ngày 29 có thể đạt mức là 40 độ. Tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trong cả 3 ngày tới tại đây mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ. Trở vào vùng cao Tây Nguyên, từ ngày 27 đến ngày 29, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm trời nhiều mây và có mưa rào và dông ở vài nơi, với nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá ngưỡng là 35 độ. Trong cả 3 ngày tới, tại khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Tây của khu vực, với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Tại thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết ở trên biển, thời tiết tốt duy trì tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, trời nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, với gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông, tuy nhiên tầm nhìn xa vẫn thông thoáng, gió Tây Nam ở mức cấp 3, cấp 4, thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.